Bên cạnh các dòng sản phẩm saffron cao cấp và trung cấp, các khách hàng lựa chọn mua saffron hoàn toàn có thể tìm đến một phân khúc bình dân hơn, giá rẻ hơn đến từ thương hiệu Sahakhit Saffron Company, đó là Gahan Saffron. Gahan là dòng sản phẩm do thương hiệu Sahakhit Saffron Company sản xuất, nhắc đến một trong những thương hiệu saffron lâu đời nhất tại Iran. Không thể không nhắc đến Sahakhit, thành lập từ năm 1932, hơn 80 năm. Sahakhit không ngừng cho ra mắt những sản phẩm nhụy hoa nghệ Tây tốt nhất, trải qua những quy trình kiểm nghiệm chất lượng khắt khe trước khi đến với người tiêu dùng. Liên tục phát triển hệ thống quản lý chất lượng cũng như chuyên môn nhân lực đã giúp Sahakhit nhận được các chứng chỉ quốc tế và giành được sự tin tưởng của khách hàng trên toàn thế giới. Thuộc phân khúc saffron an toàn có kiểm soát, các sản phẩm của hãng Sahakhit cũng là sự lựa chọn của khá nhiều khách hàng. Saffron Gahan chỉ sử dụng một lượng nhỏ thuốc trừ sâu và phân bón vô cơ trong quá trình canh tác nhưng vẫn nằm trong tiêu chuẩn cho phép, hoàn toàn đảm bảo chất lượng, hương vị cũng như sự an toàn đối với sức khỏe người sử dụng và người sản xuất. Hiện nay tại Việt Nam, thật sự là hiếm có sản phẩm nào tốt như nhụy hoa nghệ Tây với các công dụng như giúp ổn định huyết áp, tim mạch. Roxin trong saffron giúp hạ huyết áp, giảm cholesterol trong máu rất tốt cho người cao huyết áp, phục hồi và tăng cường sinh lý tự nhiên. Dược hiệu tự nhiên từ nghệ Tây khiến hormone sinh lý sản sinh đều đặn hơn, cải thiện chất lượng giấc ngủ, giảm căng thẳng, điều trị trầm cảm, tăng cường trí nhớ và giảm mất ngủ, duy trì nhan sắc trẻ trung, giúp trắng da, giảm nám, trị mụn, ngừa lão hóa tự nhiên với các vitamin, chống oxy hóa, phòng ngừa đột quỵ, ung thư. Saffron sử dụng trong y học cổ truyền thời gian dài trong việc ức chế ung thư và đột quỵ, gia vị cho đồ ăn ngon hơn. Mùi hương saffron được ví như vị cỏ ngọt khô thơm mát cực kỳ kích thích vị giác. Liều dùng saffron, người trưởng thành, 0,1 gram trên ngày, 3 gram trên tháng. Phụ nữ mang thai, tối đa 10 sợi mỗi ngày. Lưu ý, bạn nên tham khảo ý kiến của nhân viên tư vấn để mua được sản phẩm phù hợp. Trong quá trình sử dụng cần kiên trì theo liệu trình để đạt kết quả tối ưu nhất. Cách sử dụng nhụy hoa nghệ Tây saffron hiệu quả, dùng như trà. 4-5 sợi saffron hòa cùng 200ml nước ấm, ngâm khoảng 10-15 phút cho đến khi nước trà có màu vàng trong. Bạn có thể thêm đường phèn hoặc mật ong để tạo vị ngọt thanh, dễ uống. Ngoài ra, bạn cũng có thể pha saffron với trà xanh, trà lài, trà hoa cúc, trà gừng, hoặc sữa tươi không đường. Mỗi ngày bạn không được dùng quá 0.3g saffron theo khuyến cáo của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, FDA dùng làm gia vị trong nấu ăn, ngâm saffron với nước ấm hoặc nghiền nhỏ thành bột và dùng như gia vị, tạo màu cho các món ăn, dùng làm mặt nạ dưỡng da. 5-7 sợi saffron ngâm với nước ấm sau đó nhẹ nhàng thoa đều khắp mặt, để từ 10-15 phút sau đó rửa sạch với nước giúp tẩy tế bào chết, chỉ nên tẩy da chết 2 lần trên tuần. Hòa 5-7 sợi saffron với cám gạo, sữa tươi không đường, mật ong để tạo ra các loại mặt nạ giàu dưỡng chất, nâng niu và chăm sóc da mặt. Lưu ý, hiệu quả của sản phẩm còn tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người. Phản hồi khách hàng đã sử dụng saffron. Dương Tú Anh, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2012. Tú Anh sử dụng saffron khoảng 6 tháng thì thấy da thay đổi rất nhiều, sáng hơn và mịn hơn. Trước đây có thời gian, do tính chất của công việc mà Tú Anh phải trang điểm rất nhiều nên bị mụn và để lại những vết thâm. Nhưng sau một thời gian sử dụng sản phẩm của saffron Việt Nam thì thấy các vết thâm này mờ đi rõ rệt. Phạm Hương, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Do tính chất công việc phải đi lại rất nhiều nên Hương không có thời gian chăm sóc da, dưỡng da hay đi spa. Nhiều khi stress còn bị mất ngủ nữa, hậu quả là da mình cũng xấu đi. Vì vậy Hương biết điều quan trọng nhất là phải tìm một sản phẩm tốt từ tự nhiên, organic như saffron để giúp mình có được một làn da đẹp, khỏe mạnh từ sâu bên trong. Trần Vân Anh, Á hậu 1 Hoa hậu Quý bà hành tinh. Sau 2 tháng uống nhụy hoa nghệ Tây saffron mình thấy da rẻ hồng hào và khỏe khoắn hơn. Bên cạnh đó, saffron giúp đầu óc thoải mái, dễ ngủ. Dù lịch trình dày đặc và làm việc với cường độ cao nhưng nhờ ngủ ngon nên mình vẫn đảm bảo được sức khỏe. Tác dụng của saffron thật tuyệt vời. Các người đẹp nổi tiếng cũng sử dụng saffron để duy trì nhan sắc. Còn bạn thì sao? Hãy đặt hàng và sử dụng saffron ngay từ hôm nay để giữ mãi tuổi thanh xuân bạn nhé. Saffron Gahan chính hãng mua ở đâu? Bạn nên đặt mua sản phẩm saffron Gahan trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ có giá thành tốt nhất và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau. Click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất. Để lại thông tin liên hệ, chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm saffron Gahan. Sau khi tư vấn xong, nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng.
bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà. Nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm, đừng do dự, hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ. Nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm.